Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Đây là lần thứ hai phu nhân Bành Lệ Viên tới Việt Nam trong vai trò phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2015. Với vai trò phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, trong những lần xuất hiện trước công chúng, bà Bành Lệ Viên luôn thu hút chú ý của báo chí trong mỗi chuyến tháp tùng nhà lãnh đạo Trung Quốc ra nước ngoài nhờ những bộ trang phục vừa lịch sự vừa tinh tế. Bà Bành Lệ Viên sinh năm 1962 ở tỉnh Sơn Đông và tham gia quân đội Trung Quốc lúc 18 tuổi. Bà là ca sĩ giọng nữ cao nổi tiếng của Trung Quốc, là đại diện tiêu biểu và là thạc sĩ đầu tiên của dòng thanh nhạc dân gian đương đại Trung Quốc. Do thường xuất hiện trong các lễ hội gala mùa xuân hàng năm của đài truyền hình, nên tên tuổi của bà rất quen thuộc với công chúng. Bà mang học hàm giáo sư, là thiếu tướng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, giám đốc Học viện Nghệ thuật Quân đội. Theo Tân Hoa Xã, trước khi kết hôn với ông Tập Cận Bình vào năm 1987, khi ông còn là phó thị trưởng thành phố Hạ Môn, bà Bành Lệ Viên đã là thần tượng của nhiều người. Bà Bành Lệ Viên nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông trong nước và quốc tế nhờ vẻ xinh đẹp, thanh lịch, nhiệt tình và quan tâm đến phúc lợi cộng đồng. Bà từng lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2013 của tạp chí Forbes. Truyền thông Trung Quốc coi sự nổi tiếng của bà Bành Lệ Viên là quyền lực mềm của Trung Quốc bởi bà đã có những công hiến rất lớn và tích cực cho nền ngoại giao nước nhà. Gần đây nhất, hồi tháng 11 năm 2022, tái xuất trên sân khấu ngoại giao sau 3 năm vắng bóng vì dịch COVID-19, trong khi ông Tập Cận Bình tham gia hàng loạt cuộc họp tại Thượng đỉnh G20 ở Bali của Indonesia và hội nghị cấp cao APEC ở Bangkok của Thái Lan. Bà Bành Lệ Viên đã tham dự nhiều sự kiện bên lề như bàn luận cách giảm đói nghèo và bảo vệ môi trường, bảo đảm phúc lợi và nhân đạo hay điều trị và phòng ngừa bệnh lao và AIDS. Trước đó vào tháng 6 năm 2011, bà Bành Lệ Viên đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí về phòng chống bệnh lao và phòng chống AIDS. Theo giới phân tích, các hoạt động ngoại giao của bà Bành Lệ Viên là cách thể hiện một khía cạnh hữu nghị của Trung Quốc. Ông Dylan Law, phó giáo sư về chính sách đối ngoại tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore nhận định, những vấn đề mà bà Bành Lệ Viên tham gia như trao quyền cho phụ nữ, phòng chống AIDS, giảm nghèo và bảo vệ môi trường đều không gây tranh cãi. Để một phu nhân đóng vai trò như vậy cũng giúp làm mềm hình ảnh của Trung Quốc. Trong bài viết giới thiệu về bà Bành Lệ Viên trên các phương tiện truyền thông phương Tây, câu nói được trích dẫn nhiều nhất là câu nói của một người bạn nói về bà, có sự nhiệt tình bẩm sinh và luôn chiếm được cảm tình của mọi người. Không chỉ hoạt động ngoại giao tích cực, những trang phục mà bà Bành Lệ Viên sử dụng khi đi công du nước ngoài cùng ông Tập Cận Bình cũng được giới chuyên gia đánh giá rất cao. Họ thậm chí còn gọi bà là bậc thầy trong nghệ thuật thời trang ngoại giao. Theo tờ Telegraph của Anh, tủ quần áo trong những chuyến công tác của bà Bành Lệ Viên mang đậm phong cách cá nhân, đề cao sự hiểu biết, các nguyên tắc lịch sự và sự cân đối. Đặc biệt, các bộ trang phục tinh tế mà bà Bành Lệ Viên lựa chọn lại đến từ những nhà thiết kế Trung Quốc ít được nhắc tới. Ông Liv Greener, nhà tạo mẫu kiêm chuyên gia tư vấn ở Thượng Hải và thường xuyên ngồi hàng ghế đầu trong các buổi trình diễn thời trang ở Paris nhận định, quy tắc ăn mặc của bà Bành Lệ Viên thể hiện rõ nhất sự cân bằng giữa sự nữ tính và quyết đoán. Bà ấy luôn ăn mặc đúng mực. Nhiều chính trị gia Trung Quốc có xu hướng mặc quần áo của các nhà thiết kế nước ngoài. Tuy nhiên, thông qua trang phục, bà Bành muốn thể hiện sự ủng hộ đối với các nhà thiết kế Made in China, cũng như tái hiện lịch sử phong phú với thẩm mỹ và sản xuất hàng thủ công ở đất nước tỷ dân. Kênh truyền hình CNBC dẫn lời nhà nghiên cứu tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc Zhu Jiali, phần lớn truyền thông thế giới đều nhìn nhận phu nhân Bành Lệ Viên với ánh mắt tích cực. Điều này đã giúp nâng cao hình ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế. Phu nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình từng được tạp chí Vanity Fair đưa vào danh sách là một trong những người mặc đẹp nhất trên thế giới. Bà cũng được tạp chí Porter công nhận là một trong số 100 phụ nữ đáng kinh ngạc vì giúp đưa sản phẩm của các nhà thiết kế Trung Quốc trở nên nổi bật thông qua các trang phục mà bà mặc tại các sự kiện. Với mỗi lần xuất hiện, vị trí của bà Bành Lệ Viên trong danh sách các biểu tượng phong cách lại thăng hạng. Cách lựa chọn trang phục quý phái và bắt mắt của đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên được những người hâm mộ gọi là phong cách Lệ Viên. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, bà Bành Lệ Viên thường lựa chọn các trang phục đơn giản mà sang trọng. Không chỉ vậy, những chi tiết nhỏ mang nét đặc trưng văn hóa truyền thống của Trung Quốc luôn được chú ý đưa vào trang phục, cho thấy tình yêu của bà với di sản văn hóa dân tộc. Theo các chuyên gia thời trang, bà Bành Lệ Viên được nhận xét là người yêu thích ngọc trai, dù với phong cách tối giản hoặc cầu kỳ hiện đại. Tuy nhiên, bà cũng không ngại phối các họa tiết và màu sắc trên trang phục của mình cho sinh động và món đồ yêu thích của bà là một chiếc khăn nhẹ nhàng. Trong chuyến thăm quay lại Việt Nam lần này, bà Bành Lệ Viên tối giản phụ kiện đi kèm. Bà không xách túi như thông thường mà xuống máy bay với tay không. Sau lễ đón chính thức, chiều ngày 12 tháng 12, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, thưởng trà, xem trình diễn áo dài, nhạc cụ dân tộc.
hai phu nhân tham quan phòng trưng bày và nghe giới thiệu về các tài liệu hiện vật tại bảo tàng nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Các tài liệu cũng đồng thời phản ánh sự phát triển và thay đổi về vai trò, vị thế và đời sống của người phụ nữ trong xã hội qua thời gian. Giáo sư Bành Lệ Viên cảm ơn phu nhân Ngô Thị Mận đã cùng thăm bảo tàng, qua đó giúp bà hiểu hơn về sự cần cù, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam. Hai phu nhân đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu với các gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục. Lắng nghe các chia sẻ, giáo sư Bành Lệ Viên, đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS, đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái, bày tỏ sự ấn tượng trước những tấm gương phụ nữ Việt Nam. Bà đánh giá cao vai trò của giáo dục trong thay đổi số phận của nhiều phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí gần gũi và chân tình, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Chuyến thăm của hai phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và là nguồn động viên quý báu, tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối, giao lưu giữa phụ nữ và nhân dân hai nước. Cũng trong chiều tối ngày 12 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà. Đây là một trong những nghi thức lễ tân rất đặc biệt, thể hiện sự gần gũi, thân tình giữa các nhà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Đối với hai nước Việt Nam hay Trung Quốc, mời uống trà cũng đều thể hiện sự trân trọng, lòng hiếu khách và cũng là dịp trao đổi với nhau những điều chân thành và thẳng thắn. Tại tiệc trà, nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn đã giới thiệu các loại trà được lựa chọn từ các vùng trà nổi tiếng của Việt Nam như Hà Giang, Yên Bái, Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu và Thái Nguyên. Ba sản phẩm trà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng thức gồm trà mạn sen đầm trị Tây Hồ với thành phần chính là bạch trà san tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh Hà Giang kết hợp với gạo sen đầm trị Tây Hồ ướp hương qua 3 năm. Sản phẩm thứ hai là trà ô long lão trà từ cao nguyên Mộc Châu, Sơn La. Sản phẩm thứ ba là bạch trà chốt đỉnh 2000 san tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh Hà Giang hay còn được gọi là bạch trà chốt tiền Thanh Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần cùng nhau thưởng thức các loại trà nổi tiếng của Việt Nam và Trung Quốc. Có thể thấy, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng phu nhân sẽ củng cố và thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tạo ra động lực mạnh mẽ để bắt đầu một giai đoạn phát triển quan hệ từ điểm xuất phát cao hơn. Trao đổi cấp cao giữa hai đảng và hai nhà nước diễn ra thường xuyên. Trong tương lai, kỳ vọng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi về những vấn đề quản lý đất nước, khám phá các con đường hiện đại hóa phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia và cùng nhau hợp tác để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.